từ đầu thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cũng đã rất quyết liệt. Ngay từ những lúc đầu, Bộ Y tế đã cử 4 đoàn công tác, có thể nói rằng là gồm những chuyên gia rất là giỏi. Từ vấn đề về giám sát cách ly là một chuyên gia hàng đầu chuyên về giám sát cách ly những cái vụ dịch xảy ra đối với chúng ta như Sơn Lôi, như Hạ Lôi, như Bình Thuận. Đội thứ hai là những người mà trực tiếp phân lập được virus và đưa Việt Nam là một trong 4 quốc gia là phân lập được thành công virus này, đã vào hỗ trợ cho vấn đề xét nghiệm tại Đà Nẵng. Vấn đề thứ ba là lĩnh vực về điều trị, thì chúng ta cũng đã cử những cái chuyên gia và điều trị cho bệnh nhân 91, toàn bộ cái tốp điều trị cho bệnh nhân 91 đã trực tiếp ra để điều trị đối với bệnh nhân. Và chúng ta liên tục tổ chức những cái hội chẩn quốc gia. Mỗi một ngày, hàng ngày là đều có một cái cuộc hội chẩn quốc gia để trong vấn đề về điều trị, gồm các chuyên gia, các giáo sư đầu ngành giỏi nhất. Vấn đề thứ tư, chúng ta cũng cử một cái tốp mà chuyên về cách ly bệnh viện, đã kinh qua cái cách ly bệnh viện và trực tiếp là giám đốc bệnh viện Bạch Mai cũng đã vào trong đó để thực hiện cái việc cách ly đối với 3 cái bệnh viện này. Và hiện nay các đoàn công tác của chúng ta vẫn đang tiếp tục công tác tại Đà Nẵng. Phó giáo sư Trần Như Dương vẫn đang tiếp tục ở tại Đà Nẵng cùng với Cục Quản lý Khám Bệnh Chữa Bệnh, cùng với Bệnh viện Bạch Mai. Và ngay sau đó thì Bộ Y tế tiếp tục điều động Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur Hồ Chí Minh đã cử những cái chuyên gia và cử những cán bộ có kinh nghiệm trong vấn đề về thiết lập lên cái hệ thống xét nghiệm và trực tiếp thực hiện cái việc xét nghiệm tại Đà Nẵng. Đồng thời nữa là Bộ Y tế tung tiếp một cái lực lượng của Bệnh viện Bạch Mai. Hiện nay Bạch Mai ở tại Đà Nẵng là gần 30 các giáo sư bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đang ở Đà Nẵng giúp cho từ vấn đề về hồi sức, vấn đề về phòng chống nhiễm khuẩn, vấn đề về chạy thận nhân tạo, vấn đề về điều trị và kể cả vấn đề về giám sát xét nghiệm. Với một cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là chúng ta thực hiện nhanh nhất cái việc xét nghiệm ở trên một cái diện rất là rộng. Thế ngày hôm qua chúng ta đã tiến hành tập huấn cho hơn 300 là cán bộ, giáo viên cũng như là học sinh của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Đà Nẵng, và để cùng với các chính quyền địa phương để tiến hành khoanh vùng dập dịch ở tất cả các địa phương. Thế và chúng ta cũng đã tiếp tục tập huấn cho lực lượng bên quân đội, cũng như là chúng ta có kế hoạch điều động 150 người là bác sĩ, là sinh viên của trường y Đại học Y Dược Huế để vào Đà Nẵng hỗ trợ cho vấn đề về từ vấn đề về giám sát cách ly lấy mẫu, một số các hoạt động phòng chống dịch khác. Trên một cái quan điểm chung là ngành y tế tập trung tối đa lực lượng và những lực lượng tinh nhuệ nhất để chúng ta khoanh vùng dập tắt cái ổ dịch của Đà Nẵng theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thế và hiện nay thì các lực lượng cũng đang ở Đà Nẵng và quan điểm của chúng tôi vẫn tiếp tục yêu cầu đối với các lực lượng này là tiếp tục hỗ trợ tối đa cho Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ thành lập cái tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế gồm có các vụ, các cục, các đơn vị thường trực gọi là bên cạnh ban chỉ đạo về phòng chống dịch của Đà Nẵng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác ấy, là Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo đối với tất cả các địa phương và theo chỉ đạo của Thủ tướng, của Ban Chỉ đạo Quốc gia là thực hiện rà soát tất cả những cái người đi và đến từ Đà Nẵng đối với tất cả các địa phương. Và hiện nay thì lực lượng truy vết của Bộ Y tế cũng đã tiến hành truy vết tất cả những cái trường hợp đi đến các 3 bệnh viện này. Một số lượng cũng khá lớn và chúng tôi đang tập trung hết sức là tối đa cho cái việc truy vết đối với tất cả những cái đối tượng này, những người này.